Chiều ngày 2 tháng 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Đặng Hồng Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Trên cương vị mới, đồng chí Đặng Hồng Tâm cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tín nhiệm, đồng thời hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện năng lực chuyên môn để cùng tập thể Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đánh giá cao kết quả nỗ lực cũng như bề dày kinh nghiệm của đồng chí Đặng Hồng Tâm trong quá trình công tác. Điều này được chứng minh qua sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Phan Văn Thắng lưu ý Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục giữ gìn đoàn kết, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.